Ok, xin chào bạn. Thì lâu lắm rồi mới quay lại chế một cây inverter 12V lên 220V. Hôm nay mình sẽ lại làm một clip hướng dẫn các bạn chế một cái kích điện từ 12V lên 220V đơn giản để các bạn có thể là dùng được quạt hay đèn trong những cái tình huống khẩn cấp các bạn nhé. Đấy. Ở đây mình đang lục cái thùng rác ra thì mình lấy ra những cái linh kiện có thể dùng được đấy. Ở đây mình dùng linh kiện trong một cái bộ nguồn nguồn server hôm bữa đi Đồng Nát kiếm được nhé. Trong đấy nó có một cái cầu H 4 con MOSFET. Đó. Các bạn dùng bất kỳ con MOSFET nào cũng được, nó miễn nó là MOSFET kênh N các bạn nha. Nó cứ phải là MOSFET kênh N thì mới dùng được, còn MOSFET kênh P không chúng ta vẫn dùng được, mình sẽ dùng kiểu khác các bạn nhé. Ok, đấy. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành gỡ ra. Thì trước khi bắt đầu cái video này, anh em dành ra 0,2 giây thảnh thơi của anh em để bấm like, chia sẻ cái clip này để giúp mình có thêm động lực làm những clip nghiên cứu chế tạo hữu ích và đặc biệt sáng tạo gửi đến các bạn trong những cái video lần sau nhé. Đấy. Làm ra những clip này không hề đơn giản, không nghiên cứu mất nhiều thời gian, nhiều công sức sáng chế của mình. Đây là mình làm theo cái kiểu khác, mới hơn và nó hiệu quả hơn, hiệu suất cao hơn so với những cái phiên bản cũ người ta đã làm trên YouTube. Đây, mình tận dụng luôn hai tụ nữa nhá. Đây mình có là 4 con MOSFET R6030, 4 con đấy. Thì mình sẽ làm kiểu nó dao động tự kích thôi, chứ không dùng IC, không cần dùng IC. Ok, mình đã làm thử những cái dao động tự kích của những kênh YouTube cũng rất là lớn, cũng hướng dẫn các thứ đầy đủ, làm vẫn chạy được nhưng mà hiệu suất không cao. Này mình sẽ có phiên bản cải tiến này giúp cao hơn, hiệu suất cao hơn, đỡ tốn điện hơn, thì nó sẽ mà nó dễ làm hơn các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt 4 con MOSFET này vào trên một cái tản nhiệt. Thực ra là không cần tản nhiệt cũng được, mà MOSFET nó không nóng mà mình làm hiệu suất nó dẫn bão hòa, hiệu suất nó rất cao, nó cao gần tương đương với lại có IC điều khiển của nó. Nên là nó không cần tản nhiệt, bởi chẳng qua là đây là cái mảnh hoàn toàn là câu tay. Mảnh câu tay nên là nó linh kiện chân nó yếu, nó không được sắp xếp một cách chỉnh chu thì nó sẽ bị rời ra. Thế nên là cái tản nhiệt này thực ra đóng vai trò trong cái mạch này, nó là cái gì đó để giữ cố định. Bây giờ anh em bắt song song cho mình hai con song song lại với nhau, GVG DVD FS. Mình xin nhắc lại một lần nữa là anh em mình đã mất rất là nhiều thời gian, cái mạch này mình nghiên cứu trong khoảng 2 tuần và mình cũng đốt khoảng 20 con MOSFET vào nó rồi. Đấy, nướng khoảng 20 con MOSFET vào nó rồi. Tâm ra anh em cho mình xin một lượt like, một lượt chia sẻ cái video này để mình có thêm động lực để làm những cái mảnh điện hữu ích. Ra những cái mảnh này rất là đơn giản, nhưng mà đơn giản như thế có khi nhiều người không biết. Đó. Bây giờ 4 cái chân S của 4 con MOSFET này anh em đấu song song với nhau để giờ là cần 2 con diode, một thế nào 4007. Ok, đấy. Rồi, con diode này thì sẽ nối từ chân G của con MOSFET thứ nhất sang chân D của MOSFET thứ hai. Đó. Hai con. Và cái cực dương của diode thì nó sẽ nối vào chân D. Đó, đến hai con điện trở các bạn nha. Hai con điện trở này sẽ nối vào hai chân G và được mắt nối tiếp với nhau, và lát nữa cái điểm giữa của hai điện trở
sẽ được lên dừng nguồn. Đấy. Tiếp theo là hai con điện trở 1,5k, hoặc là 1k hoặc là 1,2k đều được. Đấy, các bạn mắc từ chân G sang chân D giúp mình. Đấy. Điện trở này thì nó là điện trở kích ban đầu nên cũng không cần phải công suất quá cao. Rồi bây giờ các bạn cần hai tủ nhé, tủ dung lượng nó cao một chút. Đấy, mạch này thực ra như này là gần hết linh kiện rồi. Và một cái cuộn cảm nữa, cuộn cảm này là cuộn cảm chống xung ngược phản hồi từ biến áp về. Đó, rất đơn giản các bạn nhé, rất đơn giản. Một đầu quần cảm các bạn nối vào chân trung hai điện trở, và đầu kia quần cảm sẽ nối vào cái điểm giữa của biến áp này. Rồi điểm chung của hai chân D của hai cái cụ một phép kia các bạn cho vào âm tụ cho mình, và dương hai con tụ kia sẽ cho vào đầu cộng 12V và trừ 12V của biến áp. Ở đây mình sẽ dùng một cái biến áp mà 12V không 12V tương 12V đối xứng lên 220V là mình lấy trong cái biến áp ở cái loa vi tính các bạn. Đấy, biến áp là công suất nhỏ, thực ra cái mạch này nó có thể gồng gánh được rất là nhiều, cường lên công suất 1kW bình thường. Mà mình mốt phép nào nên mình dùng mốt phép tốt và công suất lớn. Nhưng mà vấn đề là mình không có cái biến áp to nên mình phải sử dụng cái biến áp nhỏ này. Dùng biến áp nhỏ này cũng được, các bạn muốn công suất nó cao hơn thì các bạn cho vào biến áp lớn hơn. Thì cái điểm giữa của biến áp thì các bạn cho vào cái đầu còn lại của cuộn cảm, còn hai đầu cộng 12V và trừ 12V các bạn hàn vào hai đầu ngoài còn tụ, hai đầu dương còn hàn tụ. Đấy, hai cái đầu đấy thì nó các bạn hàn chiều nào cũng được, chiều nào cũng được. Biến áp chiều nào. Còn hai con tổ thì hai cực dương phải quay vào biến áp, và hai cực âm quay vào hai chân đế và đúng chiều. Hai con tổ này có cái chức năng là sửa đổi một chút sóng vuông cho nó bớt nhọn để nó quay, nó cứ tức là nó, các bạn cứ hình dung như là nó sóng vuông thì nó sẽ vuông đét, còn nếu như các bạn cho hai con tổ vào thì nó sẽ bớt cái đầu nhọn của nó đi và nó dần trở về cái dòng sin. Vậy thì chạy quạt và tải cảm chúng ta sẽ tốt hơn và nó vẫn đảm bảo cái hiệu suất. Ok, như vậy là xong rồi. Cái đường 12V thì các bạn sẽ cho vào cái điểm dương 12V, bạn cho vào điểm đầu của cái cuộn cảm kia. Đấy. Và âm 12V các bạn cho vào bốn cái chân S của MOSFET. Thế thôi. Xong rồi các bạn ạ. Giờ mình sẽ thử tải. Mình ở đây dùng 3 bóng đèn 60W. 3 bóng đèn 60W là thoải mái các bạn nhé. Đấy. Ở đây có 2 tụ cải tiến, mình cho thêm 2 tụ vào để cho nó tăng hiệu suất và nó tăng cái nó tăng cái độ bền của biến áp cũng như tải cảm của chúng ta, nên là đó là một cái sự cải tiến xứng đáng và nó xứng đáng nhận được một like, một lượt chia sẻ của bạn nhé. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành là test. Thì ở đây mình sẽ dùng bình ắc quy 12V, rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần làm như này, mạch nó rất là đơn giản, không cần sơ đồ nhé. Các bạn cứ làm y như thế này, làm đúng như này nó sẽ chạy. Ba bóng đèn sáng, bởi vì bây giờ mình đang quay ban ngày nên là cái bóng đèn nó sẽ sáng lờ mờ này thôi nhá, chứ nó không sáng được như buổi tối là rất sáng luôn. Đó, rất đơn giản. Sẽ đo điện áp xem là cái điện áp đầu ra nó có được bao nhiêu volt. Cái này chạy quạt được bằng tần số là 50Hz.
Đó. 179V là ok rồi nhá. Đấy. Cái biến áp kia nó chỉ có 60W thôi. Nhưng mà cái biến áp nó có 60W nó đang phải kéo ba cái bóng đèn tổng công suất là 180W nó bị sụt áp còn nhé. Còn bình thường thì nó sẽ đủ 220V. Đó. Rất là ngon lành, rất êm, rất trơn tru, rất gì đó vậy. Rồi, đấy, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn là thành công chiếc kích điện 12V, 220V đơn giản để các bạn có thể sử dụng trong những cái ngày mất điện. Có thể dùng chống chế, dùng lấy điện sáng quạt cho trẻ nhỏ. Đơn giản, tốn ít tiền. Bởi vì những cái linh kiện này toàn lấy trong đống nát ra. Mấy con MOSFET kia các bạn dùng MOSFET 3205 Z44 cũng vẫn được. Chẳng qua là mình có sẵn con nào mình dùng con đấy thôi. Còn các bạn dùng 3205 Z44 vẫn được. Các bạn mua mới cũng được, kiếm cũng được. Ok, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và anh em nào thấy video này hữu ích đừng quên cho mình xin một lượt like. Cũng như là trải nghiệm đặc sản mắm tép trứng thịt, mình sẽ để liên kết cho phần mô tả cũng như phần bình luận. Ok, chào bạn nhé.